Chào các bạn, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn hợp âm mi thứ. Cái hợp âm này dễ đánh so với những người mới tập đàn. Tôi hướng dẫn cách tỉa dây của điệu xì lô. Tức là tại vì hai cái video trước đó, chắc các bạn đã thuộc hết nút là đánh được cái bài Jingle Bell rồi. Thành hôm nay lưu ý tôi nhắc lại điệu xì lô chỉ đơn giản thế này. Tức là ba cái sợi dây dưới là chọc ba ngón tay vô, thì ngón tay cái phụ trách ba sợi dây trên, cho mi là re son si mi. Thì điệu xì lô đánh thế này, khi các thuộc ba sợi dây dưới là son si mi là dây 6 là dây trên cùng, dây 1 dây dưới, thì ba dây 1 thì dây mi, dây 2 là dây si và dây 3 là dây son. Thì bây giờ ta quýnh thế này: son si mi si son re son si mi si son la son si mi si son re son si mi si son la. Tức là khi đã quýnh chỉ lâu là quýnh từ giờ tới chiều cũng như vậy luôn. Son si mi si son re son si mi si son la. Rồi bây giờ bắt đầu tôi mới hướng dẫn các bạn đi hợp âm đầu tiên. Thay vì những người khác hướng dẫn thì họ quýnh hợp âm la thứ thì các bạn khó bấm hơn. Chủ âm là mi thứ. Mi thứ là có nghĩa thế này: chủ âm mi thứ có hai nốt, tức là nốt mi của dây 4 này. Dây 4 là ngăn thứ hai, dây 4 ngăn thứ hai là nốt mi này. Và dây 5 ngăn thứ hai là nốt si. Thì mi thứ gồm hai nốt cấu tạo mi son si. Đây này, si này, mi son, son dây 3 này. Son si mi, tức là gam mi thứ. Ngoài gam mi thứ ra là chủ âm thì có gam phụ, gam thứ tư nữa là gam la thứ. La thứ cấu tạo gồm nốt mi này, dây 4 nốt la của dây thứ 3 này, nốt đô của dây thứ 2, tức là bấm thế này là đô. Rồi là hợp âm thứ 2, là hợp âm thứ 3 là hợp âm si 7. Si 7 là tức là gam thứ 5 á, nguyên tắc 1 4 5 này, si 7 tức là các bạn nhớ này, ngăn thứ 4 này. Ngăn thứ 4 là bấm từ 4 giây trở xuống để ngón trỏ vô đây và bấm thêm nốt la trước mặt. Là hợp âm mi thứ là chủ âm gồm hai nốt này, nốt mi dây 4 và si dây 5. Và la thứ là mi la đô, mi dây 4 là dây 3, đô dây 2 và gam si 7 đây nữa, là quýnh được hàng trăm bài hát. Bây giờ tôi hướng dẫn các bạn quýnh điều xì lô để giao dây quýnh cho bữa sau thì rumba cha cha cũng vậy thôi. Nhưng mà sau này các bạn sẽ hiểu thêm có ba hợp âm phụ nữa, nên trước mắt ba gam chánh. Thì ta lại là xì lô là gam mi thứ này, là cái dây 4 này, là dây 4 là ngăn thứ hai nốt mi. Thì tay ngón tay phải, bàn tay phải ta lấy ngón cái quýnh một sợi dây 4. Mi rồi son si mi si son mi. Son si mi là dây 3, dây 2, dây 1 đấy. Son si mi si son mi son si mi si son si, đánh dây dây 5 nè. Son son si mi si son mi son si mi si son si. Bắt đầu chuyển xuống gam lâm la thứ nha. La thứ thì cấu tạo họ tôi đã nhắc rồi đấy, nốt mi dây 4 là nốt la dây 3 là nốt dây 2 nè. Bắt đầu quýnh từ gam mi chuyển xuống gam la nha. Son si mi si son mi son si mi si son la, dây la gam la. La do mi do la mi la do mi. Về gam si 7 đấy, si lô đấy, ba gam đấy là quýnh được hàng ngàn bài hát. Ví dụ như chỉ ba gam này các bạn quýnh được bài Phượng Hồng Hôm Nào Mùa Hè. Tôi nhớ tới bài Phượng Hồng của mấy bé học sinh đấy, vì ở Phượng Hồng khi ta solo thì son si mi si mi son si mi, những chiếc giò xe nghe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu. Thì vậy thôi, ba gam đấy. Chung phượng khi em cầm là tuổi tôi 18, tuổi chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Lấy cho ba hẳn chưa, là quýnh hàng ngàn bài. Thì lưu ý này, xì lô là móc dây không á, là dây son dây thứ 3, dây si dây thứ 2 và dây mi là dây 1 này. Son si mi si son mi, dây 4 mi dây 4 găm mi thứ đó. Son si mi si son si
Sơn chi mới về làm là thứ này bảo bảo gì năm là gì năm buông là. La do mi do la mi la do mi. Thì cũng hàng ngàn bài hát mà ví dụ như cái bài mà một có đi về cũng vậy thôi. Cũng xin lâu vậy. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên vai hai ta đôi dòng nhật nguyệt. Dọi xuống trăm năm một cõi đi về. Đó, hàng ngàn bài hát, ví dụ cụ thể như bài bài Hà Nội vắng cơn mưa cũng vậy thôi. Mà Gam Mỹ Thứ là hợp với dòng nữ. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông nên em bay hiu gió lạnh. Hai ngón rồi. Hoa xưa thôi rơi. Em bên tôi một chiều tan lớp. Chậm chậm ta đưa. Chậm chậm bước ta về. Ấy. Thì dĩ nhiên là tôi hướng dẫn cái video thứ ba này á, là hướng dẫn cho người mới tập đàn. Còn dĩ nhiên những bạn mà đã học nâng cao rồi thì cũng đừng trách tôi, tại tôi dạy chương trình là chương trình cho các bạn mới học mấy ngày thôi. Còn những bạn đã học quýnh được dăm 3 tháng thì các bạn sẽ lấy những video khác của tôi. Nhưng mà tôi có 70 video, 80 video dài đàn vừa ấy, ca chẳng qua là truyền cảm hứng thôi. Nhưng mà các bạn phải bấm, khi tôi đang hướng dẫn thế này, khi các bạn đang xem video này á, thì nổi lên được cái chữ mà đăng ký màu đỏ đó. Thì các bạn bấm vô cái chỗ đăng ký, bạn mới móc ra của Ngọc Thiện ABS ra được hàng chục video. Chứ còn không mà các bạn tìm đây thì chỉ có vài video thôi. Chứ bạn nâng cao, muốn học nâng cao. Dĩ nhiên tôi chưa phải là giỏi, tôi ca cũng hay, tôi đàn cũng chưa là giỏi. Nhưng tôi đủ khả năng để kiến thức sư phạm hướng dẫn các bạn. Thì bây giờ các bạn mới tập đàn là Cam Mi Thứ cấu tạo gồm nốt mi của dây 4 nhá, nốt si của dây 5 nhá, dây thứ hai ngăn thứ hai và nốt dây son là mi thứ này. Mi son si mi si mi son si mi. Thì Cam La Thứ là nốt bi dây 4 này, nốt la của dây 3 ở giữa, nốt đô dây 2 thì là mi đô đô. Cam Si 7 ngăn thứ tư nhá, bấm 4 dây trở lại rồi thêm nốt la trước mặt là quýnh được hàng ngàn bài. Nhưng mà trong hợp âm mi thứ tôi nhắc trước để hôm sau khỏi hướng dẫn là ngoài có ba gam chánh là mi về la thứ và gam si bảy, còn ba gam phụ là đô trưởng, gam pha trưởng và son trưởng, là khi các bạn sành điệu rồi các bạn đánh thêm son trưởng đây cũng được. Nhưng mà trước mắt thì mình mới tập, mình quýnh ba gam này thôi. Thì hàng ngàn bài hát, ví dụ như là một cõi đi về là hạ trắng, gọi là bài gì cũng sao quýnh ba được. Chiều hạ vàng cũng như là cô Bảo Yến cũng quýnh bằng gam mi được, chỉ ba gam này thôi. Nhưng mà xin lô là cát bụi hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi nè, đơn giản để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời, ngày qua mãi ngóng tin vui mà cả quýnh được hàng ngàn bạn. Thành ra tôi, tại vì có một số các bạn cũng gửi tin nhắn cho tôi rằng là tại sao mà hướng dẫn các anh không hướng dẫn từ đầu cho các em học nhiều. Tôi làm cái này chẳng qua để kỷ niệm lại cho đời thôi cơ. Thì ai mà thích được học cái bài này, bài thứ ba này dành các bạn mới tập đàn. Lưu ý là Gam Mi Thứ có hai ngón đấy nhá. Gam La Thứ này, gam si. Còn những người khác họ dạy đàn là họ bắt đầu quýnh cái gam La Thứ về rê và mi mi 7 thì cái đó khó hơn nha. Các bạn lưu ý rằng là tôi hướng dẫn này, tôi hứa hướng dẫn các bạn thành chịu khó tiếp thu. Còn cái nào không biết thì cứ hỏi, gửi tin nhắn cho tôi, là như lưu ý là gam La Thứ này, mi thứ về La Thứ nha, về si 7 là quýnh được hàng chục bài hát luôn. Bây giờ hồi nay tôi hướng dẫn điều silo. Nhưng mà ví dụ đánh điều khác được, điều rumba cũng gánh 3 gam này thôi. Tức là điều gì cũng tùy. Tiết tấu, ví dụ như tiết tấu của bài Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh này với những điều ván. Và những bài nhạc vàng thể loại bolero thì phải đánh là bolero rumba. Trước mắt các bạn mới tập đàn, các bạn tập cái hợp âm mi thứ mà tôi hướng dẫn bằng
găm mi cho dễ nhá, nhưng mà Lưu ý thuộc hết nốt chưa? Mi fa son la si do re, mi fa dây 4 là son la dây 3 là si do re mi fa son. Thì trên cái đàn piano là đàn organ thì cũng vậy thôi, thì là hai nốt trắng sát nhau là si do, hai nốt trắng sát nhau là mi fa, còn từ trắng này qua trắng kia có đen giữa là, tức là ví dụ như do qua re có cái đen ở giữa đấy, thành không có thời gian ở gần các bạn mà hướng dẫn nha. Chào các bạn nha, cố gắng tiếp thu.